anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay thì đúng 5 ngày là ngày 10 tháng 5 thì Thanh sẽ đến nhà chú Kỵ để chia sẻ cái hình ảnh ngôi nhà chú Kỵ cắt đến đâu. Thì hôm gài thì ở trong này các ông thợ mưa khó vận chuyển cái vật tư á, thì ông thợ cũng giải cho trời nắng để chuyển vật tư vào đây. Thì cũng có cũng đầu heo đó, thì bây giờ mấy ông thợ cũng đã được đổ vật tư xuống đây rất là nhiều. Và mình thấy hiện bây giờ dàn chân đã rồi các bạn, còn bây giờ còn phía trên bây giờ các thợ nhà cửa sắt vô làm. Rồi bây giờ Thanh mời cô chú anh chị vào xem nha, cùng Thanh như thế nào ở ngôi nhà nơi đây. Là con đường dẫn vào nhà chú Kỵ các bạn, thì hiện nay thì rất là khó khăn khi mà trời mưa xuống thì vật tư gắt đổ rất là khó để khó đi các bạn. Thì hôm nay các ông thợ cũng có xin giải ông trời, thì ngày mai sẽ cúng trở lễ cho cái đầu heo để cho con đường nó khô để vận chuyển vật tư vô sớm để làm cho nó lẹ đó các bạn. Nhưng bây giờ thì vật tư đã đổ được xuống này cũng khá nhiều các bạn. Thì bây giờ các ông thợ của đây thì đang nghỉ trưa, không có về luôn. Tại vì mấy người này ở xa đến để làm các bạn ơi. Thì để nghỉ trưa tại chỗ và chuẩn bị tiếp tục cái công việc của các anh là phải hôm nay phải lên kèo đòn tay và lợp cho nó rồi. Để nếu có mưa thì làm ở bên dưới cho nó dễ. Đây, hiện bây giờ thì các ông thợ đang ngồi ở đây. Đây thì gạch thì cũng đã đổ đến đây cũng rất là nhiều rồi. Đây những anh em, để mình đến gần như thế nào các bạn. Để anh mời các bạn quay coi xem ở khu vực này luôn nha. Đây, sườn sắt đã được nâng lên các bạn. Giờ phía bên dưới thì cũng được, mình đi vào bên trong luôn các bạn ơi. Để xem luôn nha. Đây thì các thợ hồ thì người ta làm cái nền rồi các bạn. Thì bây giờ còn đổ cát rồi vô cho nó cao. Còn ở bên trên thì cái phần đó là của cửa sắt người ta làm. Đây là cái ngôi nhà hai mái của chú Kỵ các bạn. Đây là cái khung sườn. Đây, bây giờ thì thật là mình thấy bà con anh em người ta đào ở ngoài này đem đất vô bên cái nền trong luôn này. Bây giờ chắc ra giặt từ chuyển vô hơi khó. Mình thấy hiện bây giờ thì ngôi nhà của chú Kỵ cũng có thấy cái thành cái hình dáng rồi các bạn. Đây, đây sắt cũng trở lại rất là đầy đủ các bạn ơi. Đây mình thấy sắt cửa cũng có sẵn hết trơn, cửa của này cũng có rồi hết trơn. Đây các bạn ơi. Còn đây là cái ngôi nhà của chú Kỵ. Thì hôm nay là ngày mùng 10 tháng 5. Thì bữa khởi công là ngày mùng 5 tháng 5 Tết Đoan Ngọ đó các bạn. Thì hôm nay đã đúng 5 ngày thì cái ngôi nhà của chú Kỵ cũng lên thấy hình của ngôi nhà ra như thế nào thì các bạn cũng nhìn thấy đây. Thì các anh em thợ sắt thợ hồ cũng ở lại làm nghỉ trưa tại chỗ để làm cho ngôi nhà chú Kỵ cho nó nhanh và nó lẹ để cho chú Kỵ có chỗ nương thân, tránh qua cái mùa mưa bão, sống ở trong đó để đừng có dột nát như 40 năm trong bụi rừng của chú Kỵ nữa. Đây là cái hoàn cảnh của chú Kỵ đây, hình ảnh cũng vẫn còn các bạn, ngôi nhà lụp xụp của chú Kỵ cũng vẫn còn ở đây. Đây các bạn nhìn thấy thì bây giờ người ta đổ cái dàn chân rồi. Thì còn cái nhiệm vụ ở phía trên là của thợ sắt với người ta lót nền. Thì này một hai bài nữa thì các bạn thấy ngôi nhà đã sẽ hiện ra một cái ngôi nhà rất là hoàn chỉnh hơn. Thì cửa sắt thì rất là tiền chế rất là nhanh. Yêu cầu và làm được cái sườn và lên kèo lên đòn tay. Và bắt đầu người ta sẽ lợp tôn và người ta bấm dách là rồi. Còn phía dưới thì các anh thợ hồ sẽ làm cái nền và lót gạch cho chú. Tôn nóc đồ cũng chở vô đến hết rồi, đầy đủ cho các bạn. Nơi xi măng cũng còn đầy đủ. Thank you.
Đây các bạn, đây là cái phần gạch lót nền thì cũng đã chở vào lên đó rồi. Phần tôn mái nhà và dách thì cũng chở đến được rồi luôn các bạn. Đây, đã đầy đủ hết trơn, xi măng đầy đủ hết trơn rồi đây các bạn. Đây là những cái vật tư đã chở đến nhà chú Kỵ để chuẩn bị cắt ngôi nhà, và cho chú Kỵ cũng đã đầy đủ rồi, mình thấy cũng đầy đủ rồi, còn thiếu chút đỉnh, nếu mà thiếu chút đỉnh thì sẽ xe sẽ gỡ vào cho nên cho theo sau. Mình thấy tôn gạch đồ đầy đủ, xi măng cát đá đầy đủ. Còn hiện giờ thì các anh em thợ đang nghỉ trưa ở đây luôn các bạn, vì không có về nhà để xa quá. Đây, đây là mỗi người thợ. Đây là những người sớm luôn các bạn. Ủa rồi chắc chưa có về ngoài nhà ngoài hả chú? Không, ở đây luôn. Ở đây luôn. Rồi sáng giờ mới lên cái sườn hay gì? Sáng giờ mới lên cái sườn á, điện yếu quá, hàng không được. Ồ chắc kéo đường xa quá gì? Xa quá, chầm mấy. Rồi bây giờ tính làm sao? Bây giờ tao kiếm làm đại chứ gán làm. Đâu có chỗ nào gần gần mượn kéo hả ta? Có chỗ nào mà gần đâu, bây giờ xa không? Xa quá, cái đường điện nó đi xa quá, nó yếu xìu à. Chiều nay là chắc lộp kịp không? Không đâu, lên giờ sườn không kịp rồi. Tại điện yếu à? Tại điện yếu à? Chắc ngày mai mới được lộp. Vậy là vật tư hình như mình thấy vô chở cũng đầy đủ chân phải không? Nó quá thiếu chút đỉnh thôi. Đỉnh mình có gì, nếu mà mưa mình chở bằng xe không ra cũng được. Ủa rồi cái nền đất nền là mua cho hay là lấy ở ngoài vô chú? Lấy ngoài vô, mới vừa vô cát thôi nè. Mình lót cái đất thịt ở dưới này. Rồi mình lót cát rồi mình đầm đàng hoàng rồi bắt đầu vô bích toán. Bích toán mới lót được. Vậy là đào bên hông luôn. Đào đó rồi có gì ổng lót từ từ đó, lót cái gì từ từ đi. Cho cho nó lấy bên hông lên. Lấy bên hông lên, lấy đất dưới sông đắp lên. Cho tao một lấy dưới sông chứ lấy ở xa đâu còn lấy nữa đâu. Ổng làm gì đó, ổng lấp gió đó từ từ đi, kệ đi, bây giờ mình không có đất xa quá, chở cát nhiều lắm. Đi khó vô, người ta cho bãi đường á. Vô cái đường nãy chạy ở ngoài cũng vội á, mà bữa nay trời nắng cũng đỡ à. Nào kêu thằng tấn lợi nó có ghe đó, nó chở vô cho. Lỡ kêu thằng ở ngoài rồi. Ồ, tại kêu ở ngoài với rượu, kêu tấn lợi đồ trong này hai chạy trong này rượu, thở ghe vô tươi nạp, cất nạp. Chở vô cửa nhà mình không biết á. Đầu tính đâu là đường về dễ vô. Nó đi ghe không à. Trong này nè hai vật tự trong này nè. Phải rồi. Ở ngoài nó chở bằng xe ba lạc. Ở ngoài thì xài bằng xe, trong này là xài bằng ghe. Phải rồi. Nó đi qua đi ghe nó mới được. Chứ này xa đường này là con đường này chắc hồi đó là cái con đê quá, làm đường đi quá. Cái đê quá. Làm lộ cả chợ luôn à. Không mà hồi đó là chắc đê quá. Hồi đó cái kinh nhỏ xíu. Đi với tôi ra chợ tháng 8 ăn lỗi, nước cỡ này là bao nhiêu. Hôm qua đi cực muốn chết luôn. Rồi bây giờ mới được ngang đường vậy chục năm nay mới lên cái này ra đi chợ được đó. Nhờ. Đó đi lội bộ chú ơi, đi bằng xuồng bằng ghe không à mới tiếp thu liền á. Rồi. Ở trong này nó cực lắm. Ủa chú rồi đó, giờ trong đây luôn hả? Tôi ra đây rồi tiếp thu tới giờ luôn á. Chú nhà ở đâu? Nhà tôi ở trước Nghĩa Trang á. Nghĩa Trang là chỗ nào? Nghĩa Trang cái 18 đấy nè. Đi qua cầu không? Phía bên đây cầu đi thẳng lên đường đi Ma Neo đi chút xíu nè. Không có gì anh ơi. Này là bạn đi tôi đó. Năm 72 là gặp đi lính chung nhau một thời gian. Dạ. Cũng xin tạm dừng video tại đây, xin chúc cô chú anh chị và quý vị một ngày mới vui vẻ, sức khỏe tràn đầy, và hãy nhớ đón xem những video kế tiếp của sông nước miền Tây. Xin máy bay và hẹn gặp lại cô chú trong những video sau của Thanh nhé.